tóc làm thiếu. Ngày nào ngày nào rồi mà cứ đang thiếu. Mấy thứ đã trôi qua rồi cho nó qua đi. Hello các bạn. Nhớ tôi có ăn gì? Các bạn ơi, không biết là bây giờ thì các bạn đã lên xem phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay của chị hay chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị Viên đã có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Nếu như mà các em đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nha. Hello, xin chào các em. Bao nhiêu sóng gió muôn kiên ta cũng sẽ qua. Chỉ suy buồn ngủ chẳng muốn tha ta bao giờ. Tôi phải sao không ngủ cho nó suy nghĩ mãi để làm chi. Hello các bạn. Xin chào các em. Ngày hôm nay chúng mình có một cái buổi học thử rất là hay cấn cùng với nhau, đúng không ạ? Chị đùa các bạn thôi, chứ buổi học thử sẽ nhẹ nhàng thôi ạ. Mong muốn sự đôi khi có chuyện phải mình tin sau. Bất lo một ngày. Hello các em. Ừ, chị chào các bạn, chị chào. Bắt đầu nhá. Hồng Nhung, Thảo Nguyên, Khánh Tâm, Hằng Nga, Mai Mai, Đặng Trang, Tuấn. Chị chào hết một lượt các bạn. Được không nào? Các bạn ơi, có những bạn nào ở đây đang kiểu vẫn băn khoăn không biết là có nên đăng ký khóa học của chị Hiên không nhở? Kiểu thế. Có bạn nào đang băn khoăn không? Bởi vì là ngày mai chính thức sẽ là ngày khai giảng khóa học VIP vào tháng 12 của chị Hiên rồi. Chị biết là các em tham gia khóa học thử này bởi vì các bạn vẫn còn đang băn khoăn. Bởi vì mình chẳng biết là bà này bà dạy nào, làm sao mà mình kiểu như là ấy được, đúng không? Làm sao mà mình đăng ký học được. Thế nên là ngày hôm nay chị có một cái buổi học thử dành cho các bạn. Chị hy vọng rằng là với cái buổi học thử ngày hôm nay thì các bạn có thể thêm cái niềm tin và đặt chọn niềm tin đó vào team học văn chị Hiên nhá. Được không? Thế à, sáng nay em đang học bài này luôn ạ. Ok. Mình quên lâu mong góc nhà đi mua không khí và trời xanh kia với đấng tìm một ai đó thấy yêu thương mà ông cho thật trà. Một số bạn đăng ký rồi, Ngọc Hà đăng ký rồi à? Ok, sớm gặp nhau nha em nhé. Nói chung là đây sẽ là một cái chặng đường mà dù khó khăn nhưng chị nghĩ là có chị đi cùng thì các bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đấy. Chị nói thật là như vậy. Nó là cơ duyên mà, cơ duyên để chị em mình gặp nhau và cơ duyên để chị em mình có thể đi cùng với nhau. Chị nghĩ rằng là không có điều gì tuyệt vời bằng việc là chúng ta được đồng hành cùng với nhau từ giờ cho đến khi thi. Đối với chị Hiên thì năm nay cũng là một năm tuyệt vời lắm. Và cũng là một cái năm mà đánh dấu cái bước ngoặt thay đổi rất là nhiều ở trong chị. Bài này đọc học không hiểu gì luôn à. Chị ơi, à chị còn có bộ radio mới đấy. Nếu mà các bạn muốn nghe bộ radio mới thì các em có thể tham khảo phiên bản sổ tay văn học limited của học văn chị Hiên nhé. 300 bộ dành cho 300 người may mắn nhất. Đi kèm với đó là audio mới nha. Được không nào? Hay lắm luôn. Cảm ơn các em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhé. Được không? Chúng mình sẽ cùng quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị. Được không nào? Không, dạo này chị không đẹp gái nữa rồi Vân ạ. Em không thấy là ngày hôm nay kiểu nhìn chị phờ phạc à. Thực sự đấy, hôm nay em không nhìn thấy kiểu chị phờ phạc à. Chị đã định gọi là đi đánh cái son rồi mà đấy. Các em ơi, các em có tin được không? Chị còn quên mất cả cái việc đánh son khi lên gặp các bạn đây. Các em ạ, trời ạ, chị thấy chị thật là đáng trách. Nhường nào. Nhưng mà cũng vì cái cam này nó không được tốt nên nó không gọi là lột tả được cái vẻ phờ phạc của chị ấy. Chị nghĩ là như vậy. Bắt đầu đi chị ơi. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nha. Trước tiên, chị muốn trao đổi với các bạn về cái này trước ạ. Cái phần này thì chị xin được gọi là một cái thông tin nó khá là quan trọng đi, được không ạ? Đây là một cái thông tin khá là quan trọng đi. Đây, bây giờ chị xin cho các bạn xem nhá. Bây giờ chị xin cho các bạn xem như sau. Trước tiên, chị đánh xong rồi sao em học được ạ? Xỉu mất. Rồi, các bạn ơi, chúng mình sẽ có đây cùng với chị. Đợi chị một chút để chị đeo này vào nha. Vì là không đeo vào thì không được đấy. Đây, chị xin phép để như này nhé, được không? Thế này các em xem được, nghe được mà, đúng không? Đó chính là về lộ trình khóa học, được không? Đây là cái mà các bạn đang rất là băn khoăn đây. Chị sẽ để giải đáp cái này luôn trước khi mà chúng ta bắt đầu vào việc
học thử ngày hôm nay ạ. Được không nào? Trước tiên các bạn nhé, sẽ là lộ trình khóa học. Hiện tại bây giờ là tháng 12 rồi, đúng không ạ? Chúng mình sẽ chỉ có tháng 12 này. Tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Chị đoán là chúng ta sẽ chỉ còn cần này thời gian thôi ạ. Là bao nhiêu? 6 tháng nữa thôi. Được không? Mà bây giờ thì tháng 12 cũng đã trôi qua được một nửa rồi. Đồng nghĩa với việc là bây giờ các bạn, nếu như mà chị tính thì các em chỉ còn độ 5 tháng nữa thôi để học hành cùng với nhau thôi. Đúng không ạ? Thế nên là nếu như bây giờ để ước chừng về cái thời gian học ấy, dựa vào cái quỹ thời gian mà các bạn đang còn lại, thì chị đã đưa ra một cái lộ trình về việc học. Chị nghĩ là nó hiệu quả với các em. Bắt đầu từ tháng 12 cho tới hết tháng 2 nhé. Chúng mình sẽ tập trung ôn tập kiến thức nền. Nói là ôn tập, nhưng mà chị tin chắc chắn rằng là có nhiều bạn ấy là cái phần kiến thức nền đến thời điểm hiện tại là chẳng nhớ bài gì cả, chị nói thật. Không phải chuyện đùa đâu ạ. Đây chị nói ở đây không phải là chuyện chơi ạ, mà đây là chuyện có thật ạ. Chuyện có thật là rất là nhiều bạn là đến thời điểm hiện tại là kiến thức nền các tác phẩm hầu như đều không nắm được ạ. Và khi hỏi các bạn ấy lý do tại sao mà các em không nắm được cái phần kiến thức nền này, mà trong khi bây giờ các em đã học sắp hết học kỳ 1 rồi, thì các bạn ấy bảo là em chẳng biết nữa chị ạ. Bạn ấy bảo thế ạ. Các bạn ấy bảo là em bây giờ em chẳng biết nữa chị ạ, em chỉ biết là em không không hiểu thôi. Rồi các bạn đợi chị chút xíu, chị cắm pin nhé. Đợi chị chút. Được không ạ? Các bạn ấy nói với chị là như vậy. Thì chị cảm thấy là ôi, tại sao lại có một cái chuyện kỳ cục như vậy có thể xảy ra nhỉ? Trong khi bây giờ học hết được một kỳ rồi mà không nhớ được cái phần kiến thức nền này ạ. Được không nào? Thế nên là chị muốn nói với các bạn và nhấn mạnh với các bạn một điều là ở trong cái khóa học này, chị sẽ dành hơn 2 tháng đầu chỉ để làm việc về kiến thức nền với các bạn thôi. Bởi vì chị biết rằng là cái câu nghị luận văn học nó chiếm tới tận 5 điểm ạ. Và đây không phải là số điểm ít nhé. Đây là số điểm chiếm tới 50% của bài thi. Và chị muốn khẳng định với các bạn một lần nữa, nếu như các em đang không có kỳ vọng nhiều vào môn văn, thì chắc chắn các em sẽ thay đổi cái việc đó sau khi mà học cùng với chị Hiên. Và đôi khi các bạn sẽ cảm thấy rằng, ồ, môn văn đôi khi chính là cái môn gánh điểm cho mình luôn ấy. Và mình không bao giờ mình nghĩ là mình có thể đạt được cái số điểm đến như vậy trước khi mà mình gặp chị Hiên. Đến bây giờ các em gặp chị rồi, thì bản thân các bạn hãy thay đổi góc nhìn đi. Được không? Tiếp tục. Chúng mình từ tháng 3 cho đến tháng 4, chúng mình sẽ bắt đầu ôn nghị luận xã hội và đặc điểm. Phần này cũng chiếm 5 điểm trong đề thi ạ. Đúng không nào? Nghị luận xã hội và đọc hiểu chiếm 5 điểm trong bài thi. Và chị muốn dành một tháng để có thể ôn tập và học với các bạn về cái phần này. À, Công Vân ơi, hiện tại thì cấu trúc đề thi của chúng ta vẫn như mọi năm thôi, bao gồm hai phần, phần đọc hiểu và phần làm văn. Phần làm văn thì vẫn bao gồm hai câu, một câu nghị luận xã hội đoạn văn 200 chữ và một câu nghị luận văn học hình thức bài văn em nhé. Được không nào? Đây ạ. À, thế nên chị đang muốn nói với các bạn ở đây là chị sẽ dành một tháng để có thể ôn nghị luận xã hội và đọc hiểu cùng với các bạn. Sau khi ôn nghị luận xã hội và đọc hiểu xong, thì chị sẽ dành tháng 4 đến tháng 6. Đây sẽ là thời gian để chúng mình luyện đề. Đây là cái lộ trình khóa học VIP mà chị Hiên muốn cho các bạn hiểu rõ hơn, được không ạ? Đây sẽ là cái lộ trình khóa học VIP của chúng mình. Và chị nghĩ rằng các em ơi, thật sự là chúng mình không còn nhiều thời gian nữa. Thực sự là như vậy ạ. Các em nhìn vào đây xem, chị chỉ tóm gọn lại cái khoảng thời gian của các bạn bây giờ còn chỉ có vỏn vẹn là 3 dòng thôi ạ. Không hề nhiều ạ. Được không nào? Không hề nhiều các bạn ạ. Thế nên là chị thì chị muốn là gì? Chị thì chị muốn là các bạn phải tập trung vào. Sao thế? Nhìn chị hôm nay không quen lắm á. Chị vẫn thế mà nhở? Mấy cái đứa này. Mấy cái đứa này đâu cho chị đánh cái son này nhá. Rất xin lỗi các bạn. Em ơi, đấy.
khổ không chứ chỉ vì cái việc là không đánh son thôi mà ngày hôm nay ai cũng chê trách. Đó là lý do tại sao mà chị đã bảo rồi. Chị đã bảo là dạy các bạn mà nhiều khi á, nhiều khi gọi là giống như kiểu là người ta đi làm về rồi người ta bỏ hết cái lớp người ta, mà chị cũng ít là ít khi trang điểm, chị cũng gọi là kiểu tắm sạch sẽ các kiểu đấy. Thế xong mới bắt đầu vì cái việc dạy các em thì ngay lập tức là chị phải lên luôn kiểu thế. Đợi chị xíu nhé. Chỉ vì cái việc là lên học cùng với các bạn, thế xong rồi các bạn bảo là ôi chị hôm nay khác thế các kiểu các kiểu, thế là thôi 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 xong rồi lại phải nói chung là phải đi chỉnh đốn ngay kiểu vậy được không nào. Thì các em ơi, đây là cái lộ trình của chúng mình nhá, đây là cái lộ trình của chúng mình ở trong cái khóa học VIP mà các em sẽ học cùng với chị. Ở thời điểm hiện tại thì chị đã cũng đã có một cái lớp VIP đầu tiên rồi. Và đây là cái lớp VIP số 02 của chúng mình nhé. Được không? Đây là cái lớp VIP số 02 của chúng mình các bạn nhé. Có nghĩa là các em không phải là lớp đầu tiên đâu ạ. Tức là các em học bây giờ là cũng đã bị muộn rồi chứ không phải là còn sớm như các em nghĩ đâu ạ. À, có hàng trăm bạn học sinh đã học cùng với chị Hiên ở trong giai đoạn từ lúc tháng 7 cơ. Bắt đầu tháng 7 vào năm học cái là các bạn ấy học cùng với chị luôn rồi. Đấy, nên là chị nghĩ rằng là các bạn hãy xem lại, hãy cân nhắc về việc là thực sự ở thời điểm bây giờ mình đã sẵn sàng để bắt đầu học môn văn chưa? Hay là thôi mình cứ để cho gọi là cuộc sống của mình thả trôi, đến đâu thì đến. Tùy các em thôi, cái này thì chị không bắt buộc. Nhưng ở đây chị muốn công khai về lộ trình học của khóa VIP để các bạn có thể biết được rõ ràng hơn. Và đương nhiên khi mà giúp cho các bạn ôn tập về cái phần nghị luận văn học ở đây ấy, bên cạnh là kiến thức nền, thì chị còn hướng dẫn cho các bạn cả về phương pháp làm các dạng đề, được không ạ? Phương pháp làm các dạng đề và còn thường xuyên luyện tập với các bạn để bản thân các bạn có thể tăng được cái trình viết của mình nữa, bởi vì chị nghĩ cái này rất là quan trọng. Được không ạ? Chị nghĩ rằng cái này rất là quan trọng. Thêm một cái nữa mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn đó là khi mà tham gia vào học khóa VIP, đương nhiên là các bạn sẽ có những cái quyền lợi tuyệt vời lắm. Và đó là cái quyền lợi mà các bạn học sinh đã trải nghiệm và cảm thấy rằng là khá là khó có thể tìm được thấy một cái lớp học mà có những cái trải nghiệm như vậy. Thứ nhất, các em học trực tuyến cùng với chị đó là điều đương nhiên rồi. Cái số 2 đó là các bạn sẽ có bài tập về nhà. Các em sẽ được điểm danh, có bài tập về nhà, các em sẽ được chấm bài và chữa bài hết sức chi tiết và chúng mình sẽ có một cái bảng để theo dõi về cái lộ trình tiến bộ của các bạn. Những bạn nào mà không tiến bộ thì ngay lập tức là sẽ bị nhắc nhở ngay. Thế nên là chị nghĩ là đây cũng sẽ là một cái cơ hội để bản thân các bạn thực sự được rèn giũa. À, thêm một cái điều thú vị nữa là chúng mình sẽ còn được tặng một cái quyển vở bài tập cơ. Chúng mình sẽ còn được tặng một cái quyển vở bài tập khi tham gia vào khóa VIP cơ. Có nghĩa là khi tham gia vào khóa này thì các bạn không cần phải chuẩn bị vở bài tập ạ. Khi tham gia vào khóa học này là các bạn có sẵn vở bài tập cho các em rồi. Và cứ như thế các em làm các cái bài tập lần lượt theo từng tuần thôi. Thì chị nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái rất là ok mà các bạn có thể, bản thân các em ấy, các bạn có thể hài lòng. Bởi vì bọn chị đã thiết kế hẳn một cái quyển vở bài tập riêng dành cho lớp học này mà. Được không nào? Thêm vào đấy thì các bạn sẽ có tài liệu sau mỗi buổi. Mỗi bài học thì các bạn đều có tài liệu và các em sẽ nhận file mềm sau đó các bạn in ra. Chị có thể cam kết với các bạn là các bạn sẽ rất khó có thể tìm thấy được ở đâu một cái bộ tài liệu mà nó đầy đủ giống như là trong học văn chị Hiên. Đầy đủ như thế nào thì nếu các bạn không tin một lát nữa chị có thể gửi tặng cho các bạn một phần tài liệu. Ok không ạ? Chị có thể gửi tặng cho các bạn một phần tài liệu nếu như các bạn vẫn còn đang lo lắng và phân vân. Nhưng chị tin là chúng mình sẽ cùng với nhau khám phá một cái bầu trời mới. Nếu như không phải là một bầu trời mới thì trong những cái bầu trời mà chúng mình đã vẽ lên từ môn văn học này rồi, chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái đám mây thật là đẹp xuất hiện trong cái bầu trời đó. Được không ạ? Chị mong là như vậy nhá. Nếu như các bạn muốn nhận thông tin về khóa học này hay là muốn biết học phí của chúng mình về khóa học này thì các em có thể nhắn tin cho chị Huyền Vũ nhá. Chính xác. Các em có thể nhắn tin cho chị Huyền Vũ nhá. Được không nào? Chị thấy là có rất là nhiều bạn đã bắt đầu quan tâm đến việc học văn rồi và chị cảm thấy điều đó hợp lý chứ, đâu có gì kịch cỡm đâu. Chị cảm thấy điều đó cực kỳ hợp lý chứ. Các em đừng sợ và các em cũng đừng ngại khi mà các em nói rằng cậu ơi, nói với người bạn của mình rằng là bạn ơi hay là mày ơi, tao định sẽ đăng ký khóa học văn này và bạn của em nói với em rằng là ôi làm gì phải học, môn văn dễ mà, khi nó sắp thi thì bọn mình học lo gì. Các em ơi, đừng nghe những lời như vậy ạ. Chị cảm thấy cái việc các em đăng ký học bất cứ một cái khóa học nào hay các em bắt đầu sớm để làm một cái việc gì đặc biệt là với một cái việc nó quan trọng như thế này thì nó chẳng có gì xấu xa cả, chị nói thật.
chị nghĩ rằng là chẳng có gì xấu xa cả. Mà trong khi các em lại, đôi khi các em lại sợ điều đấy, bởi vì các bạn nghĩ rằng là các bạn của mình đã học đâu mà mình phải học. Đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Và chính những cái điều sai lầm đó sẽ dẫn tới cái sự nuối tiếc của các bạn sau này. Chị rất là buồn khi mà sau mỗi cái năm học kết thúc, bên cạnh những cái niềm vui lớn lao mà chị nhận được, đó là cái số điểm của các anh chị thu lượm được trong cái kỳ thi năm đó, thì có một số bạn nhắn về cho chị và nói rằng là chị ơi, giá mà em biết đến chị sớm hơn. Hay là chị ơi, chị cho em xin học lại lớp học của chị được không? Năm ngoái em biết đến chị muộn quá nên em đã không bắt đầu ôn. Đó các em ạ, à, toàn là những cái câu chuyện mà chị, đúng là chị phải nói thật với các bạn, đó là một cái câu chuyện thật là buồn, đúng không ạ? Chị không hề muốn nhận lại những học sinh như vậy ạ. Thật ra nếu như chị làm như vậy thì có vẻ như là chị đang bị nhẫn tâm quá, nhưng đương nhiên là chị sẽ giúp các bạn ấy thôi. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là chị nghe câu đó xong chị buồn lắm. Chị buồn là vì tại sao các em lại không bắt đầu sớm hơn, và tại sao các em không, trong cái thời điểm năm trước vào cái thời điểm đó, tại sao các bạn không không suy nghĩ khác đi, mà lại để cho bản thân mình đến khi mọi việc nó đã đi quá xa rồi, đến lúc đấy mới nói rằng là giá như em biết trước như vậy. Thì đó là những cái câu vô nghĩa lý hoàn toàn các em ạ. Và bản thân chị thì muốn là nếu như được, hãy bắt đầu ngay cùng với chị ở trong khóa học này, được không nào? Chị đã nói rồi, không hứa mang cho, không hứa là mang cho các bạn những cái gì tốt nhất đâu ạ, nhưng hứa chắc chắn mang cho các bạn những cái gì nhiệt huyết nhất, tận tâm nhất, và đồng hành cùng với các bạn cho tới khi các bạn thi. Đó là những cái điều mà chị muốn nói với các bạn trong cái buổi tối ngày hôm nay về cái lộ trình khóa học VIP và về thông tin của cái khóa học VIP này, được không ạ? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng với nhau trong một cái phần kiến thức. Nếu như các bạn bắt đầu cùng với chị Hiên trong buổi đầu tiên thì chúng mình sẽ cùng với nhau học những cái gì ở trong khóa VIP này. Bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhé, được không nào? Rồi, ok, buổi số 01. Buổi 01. Ok chưa nào? Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Chị thấy có rất là nhiều bạn đang hỏi về khóa học. Các em có thể nhắn tin cho chị Huyền Vũ, hoặc là nếu được thì chị Huyền Vũ có thể để lại link khóa học ở đây luôn cho các bạn nhé. Chị Huyền Vũ có thể để lại link khóa học ở đây luôn cho các bạn ấy giúp chị nhé. Rồi, buổi 01 ngày hôm nay, các em thân mến, khi bắt đầu một cái khóa học cùng với các bạn ấy, chị Hiên không bao giờ giảng ngay. Đấy là điều chắc chắn. Đố các bạn biết điều bây giờ chị làm sẽ là gì? Bạn nào đoán được điều chị làm bây giờ là gì, kiểu gì chị cũng sẽ tặng cho một khóa học này. Tặng hoặc là chị sẽ giảm cho 50% học phí này. Nào, bạn nào mà đoán được bây giờ chị Hiên làm gì, chị Hiên cho các bạn giảm 50% học phí luôn này. Giảm cho 50% học phí khóa học này luôn nào. Các bạn. Nào các em, đố các em biết đấy. Đố các em biết là bây giờ chị định làm gì đấy. Nào, đố các bạn biết bây giờ chị định làm gì. Các bạn mà đoán đúng là chị bảo rồi, chị nói được làm được. Ồ, đúng không? Chị nói được làm được nhá. Các bạn mà trả lời đúng là chị sẽ tặng cho 50% khóa học luôn, giảm 50% khóa học luôn. Vào luôn đi chị. Giới thiệu khóa học thì tôi đã giới thiệu xong rồi anh ạ. Giao lưu nói chuyện cái gì? No, 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 no. Không phải giao lưu nói chuyện, chị nói chuyện như vậy với các bạn thế là đủ rồi. Hát lại càng không, càng sai. Thôi nói chung là chị đoán là các bạn không không đoán được ra đâu. Mở nhạc cũng không phải đâu ạ. Qua cái thời gian mở nhạc mất rồi em ạ. Cũng hết hát rồi, hết thời gian hát rồi. Ừ. Trong mỗi khóa học, điều đầu tiên mà chị làm với các bạn đó chính là cái này ạ. Các bạn đợi chị một chút xíu nhé. Đó chính là cái này các em ạ. Các bạn đợi chị một chút nha. Đó là chúng mình sẽ cùng với nhau làm một cái rất là quan trọng. Ồ, nhưng sao chị không nhìn thấy cái bút ấy ở đâu nhỉ? Ôi kệ nhá, chị ghi nhá, chị ghi nhá. Ôi, với một cái người mà dốt giống như chị về 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 tin học thì thôi chị cũng buồn lắm luôn đấy, thật sự ấy. Rồi các em ơi, đây. Đi ngủ ạ. Chuẩn bị đánh máy. Đây, chúng mình sẽ cùng làm với nhau về cái phần này nhé. Phân kỳ lịch sử văn học. Cái này rất quan trọng ạ. Được không? Cái này rất quan trọng. Thực sự rất quan trọng. Mà có nhiều khi chị cảm thấy các bạn, bởi vì cái vấn đề nằm ở chỗ các bạn không hiểu bản chất, thế nên là các bạn chẳng bao giờ chịu tìm hiểu phần này cả. Thực sự là như vậy.
Em chẳng bao giờ tìm hiểu phần này hết mà chị cảm thấy rằng đây là một cái phần cực kỳ là quan trọng luôn ạ. Đó là phân kỳ lịch sử trong văn học. Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn ngồi lại và các bạn suy nghĩ về việc là tiến trình văn học đã diễn ra như thế nào chưa? Đã bao giờ các bạn ngồi lại và các bạn nghĩ về việc là ồ, tiến trình văn học đã diễn ra như thế nào chưa? Chị tin chắc là rất là nhiều bạn ở đây chưa, chưa có ai làm điều đó hết. Hoặc là rất là hiếm các bạn làm điều này. Nhưng chị muốn làm với các bạn điều này. Chúng ta có thể thấy văn học Việt Nam nó được cấu tạo bởi hai cái thành phần. Một, đó chính là văn học dân gian. Đây là thể loại văn học mà thường là ông cha ta truyền lại cho con cháu với những câu chuyện cổ tích truyền thuyết này, với những câu ca dao tục ngữ, điệu hò, điệu lý, tất cả đều được gì ạ? Truyền miệng. Đúng không ạ? Tất cả đều được truyền miệng. Thế nhưng mà còn một cái bộ phận khác của văn học, cái bộ phận này thì quan trọng hơn, đó là văn học viết. Thì ở trong văn học viết chúng ta lại chia ra thành văn học trung đại và văn học hiện đại. Đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chị muốn phân kỳ cùng với các bạn, nói với các bạn về văn học Việt Nam hiện đại trước. Được không ạ? Chị muốn nói với các bạn về văn học Việt Nam hiện đại trước. Thì khi mà phân kỳ lịch sử trong văn học về văn học Việt Nam hiện đại, đây là cái phần chính mà chúng ta sẽ học, thì chị sẽ chia ra thành những mốc thời gian như sau. Thứ nhất, đó là từ đầu thế kỷ 20 cho tới năm 1945. Được không ạ? Cái tiếp theo là từ năm 1945 đến năm 1954. Và tiếp theo là từ 1954 đến 1975. Các bạn ơi, đây là cái rất quan trọng ạ. Được không nào? Nhá. Đây là cái rất quan trọng. Bây giờ chị đang muốn trọng tâm với các bạn ở đây đó chính là nào, các em phân chia phân kỳ lịch sử văn học giúp chị nào. Chúng ta có những cái mốc thời gian mà chị đã đưa ra cho các bạn ở đây rồi. Em có thể điền vào được không? Các bạn có khả năng điền vào được không? Bởi vì chính vì các bạn không học cái này, thế nên có một cái vấn đề rất là đau đầu với các bạn, đó là các em chẳng bao giờ biết là cái tác phẩm đó thuộc vào cái thời kỳ nào cả. Chẳng bao giờ các em biết. Thực sự là như vậy. Chẳng bao giờ các em biết. Và các em cực kỳ hay bị nhầm lẫn giữa các tác phẩm với nhau, chứ chưa nói gì đến việc là nhớ thông tin về cái tác phẩm đó. Được không nào? Rồi, ok. Các bạn ơi, chúng mình có ở đây. Từ đầu thế kỷ 20 cho tới năm 1945, chị coi đây là cái giai đoạn trước cách mạng. Được không? À, đâu ạ? Ồ, chị xin lỗi nhá. Đây, 45, 45. Ok, cảm ơn em. Rồi, giai đoạn trước cách mạng. Các bạn thân mến, chị sẽ nói về thời kỳ này. Giữa những cái rối ren của người dân Việt Nam ở trong cái giai đoạn này, người ta nói rằng là người dân Việt Nam ở cái giai đoạn này là cái thời điểm mà phải đeo lên trên mình một cổ ba bốn chồng. Đó là sự áp bức của gì ạ? Thực dân Pháp này, của phát xít Nhật này, của xã hội phong kiến mục ruỗng vẫn còn những cái tàn dư này. Và tất cả những cái điều đó khiến cho những cái người dân Việt Nam ở trong cái giai đoạn này, chị phải nói thẳng thắn là quá khổ. Được không ạ? Khổ đến cái mức mà Nam Cao phải viết chí vẻo. Khổ đến cái mức mà Ngô Tất Tố phải viết gì ạ? À, Ngô Tất Tố phải viết Chị Dậu. Đúng không ạ? Phải viết Tắt Đèn. Đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là gì? Quá khổ. Đúng không nào? Quá khổ đi. Phải không các bạn? Chúng ta thấy rằng là những cái người dân quá khổ đi. Và đó là cái thời điểm mà những cái người dân này họ khổ nhưng họ chẳng biết làm thế nào cả. Và chúng ta có thể nhìn nhận một điều rằng là ở trong cái thời điểm này ấy, thì những cái nhà văn đã chuyển cái suy nghĩ của mình từ nghệ thuật vị nghệ thuật sang nghệ thuật vị nhân sinh. Bắt đầu tất cả mọi thứ viết về con người và đặc biệt là những cái con người lao động nghèo khổ ở trong xã hội. Được không nào? Đó là về cái mảng văn học và cụ thể là chúng ta có gì ạ? À, chúng ta có cụ thể ở đây, đó chính là những cái tác phẩm của Ngô Tất Tố, của Nguyễn Công Hoan, của Vũ Trọng Phụng, của Nam Cao, đúng không nào? Của Nguyên Hồng, vân vân. Rất là nhiều những cái tác phẩm khác nhau ở trong này, giai đoạn này, thời kỳ này, đó là văn xuôi. Thế còn thơ thì ở trong cái giai đoạn này chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy hai cái luồng thơ khá là khác biệt. Một cái luồng thơ, một cái phong trào thơ mà đặc biệt xuất hiện trong cái giai đoạn năm 1932. Được không ạ? Đến năm 1945 và được coi là một trong số những cái phong trào thơ nở rộ nhất ở trong nền văn học Việt Nam hiện đại trước cách mạng, đó chính là phong trào thơ mới. Đúng không ạ?
Không em ơi, Vợ Nhặt được sáng tác năm 1954 em nhé. Không không phải là trước cách mạng em nhé. Chỉ là lấy bối cảnh là nạn đói năm 1945 thôi nha, Kiều Diễm nhé. Lưu ý giúp chị. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có một cái phong trào thơ đã nở rộ ở trong cái thời điểm này. Đó là giai đoạn năm 1932 đến năm 1945. Đó là phong trào thơ mới, để đón chào rất là nhiều những cái nhà thơ kiệt xuất ra đời, là Xuân Diệu, là Huy Cận, là Hàn Mặc Tử, là Trế Lan Viên, là Nguyễn Bính. Để rồi, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng thốt lên một câu như thế này: đời chúng ta nằm trong bề chữ tôi, mất bề rộng ta đi tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng Hàn Mặc Tử, Trế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi lại tình say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Thế nhưng trong giai đoạn đó, nếu như những nhà thơ bây giờ đang chỉ trọng tâm đi viết về cái tôi cá nhân, họ đang viết về bầu trời của riêng họ, thì lại có một cái con người mà họ cũng có bầu trời riêng, nhưng họ có chìa khóa để mở ra cái bầu trời đó. Đó là Tố Hữu, được không ạ? À? Tố Hữu cũng trong giai đoạn này, nhưng Tố Hữu không thuộc phong trào thơ mới ạ. Tố Hữu cũng là hình ảnh của một người trí thức mà bâng quơ đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, cũng đã từng bế tắc về thời cuộc. Thế nhưng sau đó, đây là một trong số những nhà thơ tiếp cận và gì ạ, đón nhận cái ánh sáng lý tưởng của Đảng, của cách mạng từ rất sớm, để rồi năm 1938, chàng thanh niên ngày ấy đã hô vang một cái tiếng reo vui từ ấy, khi mà phát hiện ra được cái chân lý ánh sáng của Đảng, của cách mạng. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Vậy là trong giai đoạn trước cách mạng này, chúng ta có thể thấy rằng là một số nhà thơ vẫn đang đắm chìm trong những cái không gian của riêng mình. Họ bị bí bách trước thời cuộc, đúng không ạ? Họ chỉ viết về những cái gì mà bản thân họ đang cảm thấy là mình bức bách và muốn tìm một cái không gian khác để họ họ nương theo đó, họ thoát khỏi cái nhân tình thế thái đầy nhiễu nhương lúc bấy giờ. Còn một số những nhà thơ, những người trí thức thì họ bây giờ đã tìm đến ánh sáng của Đảng, của cách mạng để tìm ra cái nguồn sống cho mình. Được không nào? Đó là cái giai đoạn đầu tiên, từ đầu thế kỷ 20 cho tới năm 1945. Được không ạ? Thế còn từ 45 đến 54 và 54 đến 75 như thế nào? Thì chị hẹn gặp các bạn ở trong khóa VIP kem nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần kiến thức tiếp theo. Nhưng nói chung, chị khẳng định lại với các bạn, đây là một phần rất quan trọng mà kể cả nếu như các bạn không đăng ký khóa VIP của chị, thì làm ơn các em hãy cũng tự trau dồi cho mình cái vốn kiến thức về phần này, bởi vì phần này sẽ quyết định rất lớn tới cái việc các bạn có thực sự hiểu về tác giả đó hay không, tác phẩm đó hay không, thời kỳ đó hay không nhá. Được không? Ok nhá. Bây giờ bắt đầu chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm thôi, học gọi là vui vui tí thôi nhỉ. Phải không ạ? Học vui vui tí thôi, còn lại bao nhiêu cái căng thẳng gì chị em mình cứ để dồn lại cho những ai mà học khóa VIP nhé. Căng như dây đàn luôn, tin không? Không tin à? Không sao nhé, rồi sẽ tin thôi nhá. Các bạn ơi, được không? Quay trở lại nào, được không? Các bạn hiểu không? Hiểu những gì chị nói không? Bây giờ chị muốn muốn gọi là check lại thông tin một chút xíu. Bây giờ chị đang bảo là các bạn có hiểu những gì chị nói không nhỉ? Em nhỉ? Các em có hiểu những gì chị nói không? Nào, hiểu những gì chị nói không? Hơn 100 bạn đang xem phần livestream này, phần phát trực tiếp này, hiểu những gì chị nói không ạ? Em ui, có hiểu không? Hiểu những gì chị nói không? Nào, phản hồi nào. Có ạ. Ok, tốt, 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 tốt. Hiểu nhá. Hay nhở. Nói hiểu nhá. Cứ làm như là chị là kiểu chúng bạn ấy nhở. Đúng không? Ít ra phải em hiểu ạ à chứ. Rồi, dạ hiểu ạ. Ok. Có ạ. Rồi, tốt. Có ạ, tốt. Rồi. Bây giờ chuyển sang cái phần nội dung đầu tiên mà chúng mình sẽ đi cùng với nhau nhé. Đương nhiên là khi tham gia vào khóa học thì các em sẽ có một lộ trình rất chi tiết, là ngày hôm nay chúng mình học cái gì, buổi sau chúng mình học cái gì, buổi sau nữa chúng mình học cái gì. Tất cả đều rất chi tiết nhé. Tất cả đều rất chi tiết. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Ai mà không sợ bài này thì chị Hiên cũng xin là bái phục. Ai mà yêu thích bài này thì chị Hiên cũng xin là đồng cảm. Mà ai mà chưa thích bài này thì chị Hiên cũng xin là đồng hành cùng với các bạn để các bạn thích luôn cái bài này nhá. Được không? Rồi, bây giờ bắt đầu Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân.
À, lòng vòng làm gì? Vào luôn thôi ạ. À. Có một người nghệ sĩ đã từng tâm niệm ở trong cuộc đời của mình rằng là lòng kiêu hãnh thì đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Và người nghệ sĩ đó trong suốt cả cuộc đời của mình chỉ rong ruổi để đi tìm cái đẹp, đi tìm kiếm cái đẹp, chinh phục cái đẹp. Và người nghệ sĩ đó là một cái người nghệ sĩ lúc nào cũng mang trong mình ngông nghênh kiêu bạc tài hoa của uyên bác, là một người được coi là thầy phù thủy ngôn từ, là một người luyện đan ngôn ngữ, là một người chỉ thích viết về cái đẹp thôi và chỉ thích đi săn tìm cái đẹp thôi. Được không ạ? Rồi đó chính là Nguyễn Tuân. Thì những cái phần chính mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, mình sẽ bắt đầu với một cái tác phẩm khó thì cũng gọi là hơi khó mà dễ thì cũng là siêu dễ của Nguyễn Tuân, đó chính là Bút ký. À chị xin lỗi, đó chính là Tùy bút người lái đò sông Đà của tác giả này nhé. Nội dung chính trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Trong phần tác giả, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ này. Trong phần tác phẩm, chúng mình sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác và nội dung của tác phẩm này. Rồi, bây giờ bắt đầu thôi nhé. Các bạn thân mến, đây là Nguyễn Tuân. Chỉ cần nhìn hình ảnh của người nghệ sĩ này thôi là đã thấy toát ra phong thái của một người nghệ sĩ rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là một con người sinh ra trong một gia đình nho khi mà Hán học đã suy tàn và quê thì ở Hà Nội. Có thể thấy rằng khi nói về tính cách của Nguyễn Tuân, chúng ta có thể thấy toát lên ở cái người nghệ sĩ này đó chính là một cái con người yêu Việt Nam với những cái giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Nguyễn Tuân rất là yêu những cái làn điệu ca trù, Nguyễn Tuân rất là yêu những cái gì thuộc về vẻ đẹp của dân tộc, được không ạ? Và ở người nghệ sĩ này thì chúng ta nhìn thấy một cái ý thức cá nhân phát triển rất cao. Ông viết văn ở đây là để tự khẳng định chính mình đấy. Và đây là một người nghệ sĩ hiểu biết sâu rộng về rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Được không ạ? Hiểu biết rất nhiều về những lĩnh vực khác nhau. Văn hóa, thể thao, quân sự, du lịch, tất cả gọi là gì ạ? À, toán học, mọi thứ cái gì ông ấy cũng hiểu biết hết các bạn ạ. Và có một cái điều mà khiến cho chúng ta kiểu bị hack não. Đó là vì Nguyễn Tuân thường vận dụng rất là nhiều những cái vốn kiến thức khác nhau để đưa vào trong một cái tác phẩm của mình. Thế nên là tại sao các bạn bị đau đầu là chuyện bình thường thôi. Được không ạ? Các em bị đau đầu là chuyện bình thường thôi. Được chưa nào? Thì đây là một số những cái thông tin cơ bản nhất về Nguyễn Tuân. Đây, chị đưa cho các bạn một số những cái từ khóa về Nguyễn Tuân nhé. Trong một cái bài báo, chị có đọc được và chị rất tâm đắc về cái câu này ạ. Đó là người ta có nói rằng là nếu như Nguyễn Tuân còn thì hãy mời ông làm đại sứ du lịch cho Việt Nam. Ồ, thật bất ngờ các bạn ạ. Bởi vì các em biết không, Nguyễn Tuân là một người yêu chủ nghĩa xê dịch vô cùng, là tín đồ của chủ nghĩa xê dịch luôn đấy ạ. Tức là đây là một cái người nghệ sĩ mà không đi là ông ấy cảm thấy ngứa chân ngứa tay rồi. Và các em có biết không, có những cái câu chuyện kể về Nguyễn Tuân mà nghe nó hơi bị buồn cười một tí, được không ạ? Đó là các em có biết là Nguyễn Tuân lấy vợ từ rất là sớm không? Em có biết là Nguyễn Tuân lấy vợ từ rất là sớm không? Các bạn đã nghe câu chuyện về về vợ của Nguyễn Tuân chưa? Em đã nghe câu chuyện về vợ của Nguyễn Tuân chưa? Như thế này các bạn ạ, Nguyễn Tuân lấy vợ sớm lắm. Được không? Nguyễn Tuân lấy vợ sớm lắm. Tôi cưới vợ sớm, Nguyễn Tuân tâm sự như thế này các bạn ạ, đó là tôi cưới vợ sớm vì hồi đó bố tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi. Tôi là con trưởng, hai gia đình quen biết nhau đã lâu nên bà cụ muốn cưới sớm. Vợ của nhà văn Nguyễn Tuân là bà Vũ Thị Tuệ. Sau khi cưới vợ thì Nguyễn Tuân vẫn còn đi học. Vì tham gia bại khóa phản đối giáo viên Pháp nói xấu với người Việt Nam, thế nên ông đã bị đuổi học và bị ghi vào hồ sơ là 5 năm không được nhận vào làm ở các cơ quan nhà nước. Ông có kể tiếp như thế này: mẹ tôi lấy cho tôi một bát họ, tức là rút một ít tiền mà chơi họ về ấy, để tôi mở một hiệu sách. Tôi làm đại lý cho các báo Trung Bắc, Tân Văn, Thanh Nghệ Tĩnh, Tiểu Thuyết Thứ Bảy. À, được vài năm thì tôi phá sản gần gì ạ? Tôi phá gần sạch vốn, đành đưa vợ con về sống bám vào thầy mẹ tôi. Lúc này thì bà Tuệ mới sinh con trai đầu lòng được 2 tháng. Nguyễn Tuân lúc bấy giờ nổi máu giang hồ, cùng bạn bè rủ nhau trốn đi Thái Lan. Vừa chân ướt chân ráo đi đến Bangkok thì bị bắt về và giải về Hà Nội. Và được thả về thì ông làm chân giữ kho ở nhà máy đèn Thanh Hóa. Một hôm, ông chủ sở bắt gặp tôi đang đánh máy. Đây không phải là công việc của tôi. Nó hỏi tôi là đánh máy cái gì, thì bạn bè chung quanh tôi nói là anh ấy đang làm thơ. Thằng chủ sở tức mình, xách cả cái máy định ném vào đầu tôi. May mà tôi tránh được, thế là tôi bỏ việc, ông kể. Em thấy không ạ? Tức là như nào ạ? Rất là kiểu ngông nghênh luôn ấy, đúng không? Bà Tuệ nhớ lại là không được bao lâu thì nhà tôi lại xách vali ra đi.
Tôi không hề ngăn cản nhà tôi trong những chuyến đi, rất yêu quý và cảm phục ông ấy. Tôi không muốn làm phiền ông ấy. Tôi không muốn làm phiền ông ấy, mặc dù xa ông tôi buồn biết bao nhiêu. Biết làm sao được khi mà Nguyễn Tuân là một người chủ tôn thờ chủ nghĩa xê dịch và thèm đi giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng và làm lạc mất những quan niệm cũ, làm tiêu hao mất bao giá trị tinh thần. Chính trong thời đi giang hồ này thì ông có gửi về cho vợ con một bài thơ. Ấy là lúc mà ông đang đi theo đoàn làm phim của đạo diễn Nguyễn Doãn Vượng sang Hồng Kông đóng phim Cánh Đồng Ma. Bài thơ này thì được viết vào dịp cuối năm nơi đất khách quê người mới não ruột làm sao. Trong bài thơ có những câu như thế này: bốn bể cũng là nhà, Tết này lại ở xa, hồn quê theo lá rụng, đất khách đóng trò ma, gió bụi quên ngày tháng, biển hồ gặp sông pha, đừng cho đàn trẻ biết, dối ruột khách thiên nha. Và bà Tuệ còn kể thêm một cái chi tiết nó rất là thú vị như thế này, đó là lúc mà bà chuẩn bị đẻ đứa thứ sáu thì nhà thì gì ạ, thì Nguyễn Tuân có viết một cái lá thư về và nói rằng là sẽ đưa vợ mình đi sinh. Lúc đấy thì bà Tuệ sung sướng lắm, chờ đợi. Nhưng mà đợi mãi, đến gần ngày sinh rồi chẳng thấy chồng đâu cả. Ngay cả một bức điện, một bức thư đưa tin cũng không có. Và đã đến ngày sinh thì bà Tuệ buồn rầu, thui thủi một mình vào nhà hộ sinh. Không tránh khỏi có phần tủi thân và oán trách sự vô tâm của chồng mình. Không những vô tâm mà Nguyễn Tuân còn đỉnh đoạt nữa cơ. Đạo diễn Đình Quang cho biết là có lần Nguyễn Tuân dẫn con đi vào rạp cine để xem chiếu bóng, tan phim. Bởi vì là ông mải theo những người bạn của mình đi chơi nên đã để con ngủ quên ở trong rạp, và đến khi mà ông sực nhớ ra, ông quay lại thì không thấy ai nữa rồi, thấy cả rạp vắng hoe rồi. Thế là ông không biết làm thế nào, thì cuối cùng không ngờ là bà Tuệ đã đến để dẫn con về từ lúc nào rồi. Các bạn thấy không ạ? Nói về vợ mình thì Nguyễn Tuân tâm sự rằng là không hiểu bà ấy quý tôi về cái nỗi gì, chứ tôi phá bà ấy nhiều bận đến là điêu đứng. Dù vậy thì bà Tuệ vẫn thành thực bộc bạch rằng là tính cách của hai chúng tôi rất khác nhau, nhưng sao vẫn hợp nhau. Nhà tôi khó tính, rất khó tính, càng lớn tuổi càng khó tính, nhưng tôi vẫn cố chiều được. Được không ạ? Các bạn ơi, có thể thấy rằng là nếu như mà không có cái sự nhẫn nại chịu đựng của một cái hậu phương vững chắc phía sau, giống như là bà Vũ Thị Tuệ, thì có thể là chúng ta sẽ không thể nào có được những cái trang tuyệt bút giống như là Vang Bóng Một Thời, giống như là Tàn Đèn Dầu Lạc, Tùy Bút Một, Tùy Bút Hai, rồi Tình Chiến Dịch, rồi Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi. Chúng ta sẽ không thể nào có những cái trang viết như vậy được. Bởi vì nếu như không có một người phụ nữ phía sau tần tảo giống như vợ của mình, thì có lẽ là Nguyễn Tuân sẽ không thể nào mà có thời gian để viết nhiều như vậy và đi nhiều như vậy được. Đó là một cái câu chuyện chia sẻ rất là thú vị để chị có thể nói với các bạn và chia sẻ với các bạn về Nguyễn Tuân, để đi đến một cái khẳng định rằng là ồ, thì ra nhân vô thập toàn ạ. Con người chúng ta thực sự là không có bất cứ một ai hoàn hảo cả. Và kể cả những người nghệ sĩ cũng như vậy, họ chỉ là những người bình thường thôi. Và trong những cái bình thường của họ, chúng ta nhìn được những cái điều phi thường. Suy cho cùng thì họ cũng có những cái đềnh đoảng, họ cũng có những cái chưa tốt chưa hay, đúng không? Thế nhưng cái việc của chúng mình bây giờ là đang đi sâu, khám phá và nghiên cứu những cái hay cái đẹp mà những người nghệ sĩ đã để lại cho chúng ta qua những cái tác phẩm văn học của mình. Và quay trở lại với các bạn, chị đang nói với các bạn về Nguyễn Tuân, được không nào? Cái dấu ấn đầu tiên, cái từ khóa đầu tiên mà chắc chắn các bạn sẽ phải nhớ giúp cho chị khi nói về Nguyễn Tuân, đó là chữ ngông. Chị xin được nhắc lại cái nhận định đầu tiên mà chị nói với các bạn rằng là Nguyễn Tuân nói rằng lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nếu như mà tất cả mọi nhà văn nhà thơ đều ra chiến trường, đều viết về hình ảnh người lính, đều viết về ca ngợi cách mạng, thì một mình Nguyễn Tuân đi viết về phở các bạn ạ. Nguyễn Tuân có một cái tác phẩm phở rất là hay, viết về phở siêu hay luôn các em ạ. Nếu như mà được thì các bạn có thể tìm. Tức là Nguyễn Tuân miêu tả cái cảm giác mà ăn một cái bát phở nóng, xong đó bắt đầu sẽ toát mồ hôi ra và một cái cơn gió nó thoảng qua. Cái cảm giác đó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Được không các em? Một mình ông ấy đi viết về phở ạ. Rất là ngông nghênh và kiêu bạc. Nhưng cái sự ngông nghênh và kiêu bạc đó lại bắt đầu từ một con người cực kỳ tài hoa và uyên bác. Thế nên là chúng ta thấy rằng đây là ngông ngông gọi là ngông có cơ sở, ngông có căn cứ, chứ không phải là gì ạ, không phải gọi là ngông cuồng, đúng không? Rồi cái tiếp theo đó là chủ nghĩa xê dịch. Chủ nghĩa xê dịch ở đây là gì? Xê dịch là xê là dịch chuyển, đúng không? Thế thì xê dịch ở đây có nghĩa là thích đi. Ông ấy là một người vào Nam ra Bắc, đi ngược về xuôi, ra nước ngoài, trở về nước, nói chung là đi rất nhiều nơi. Và việc quan trọng nhất của Nguyễn Tuân là ông ấy muốn đi để ông ấy trải nghiệm, để ông ấy ngắm nhìn, và ông ấy đưa tất cả những cái gì đẹp đẽ,
cái khoảnh khắc mà ông ấy chớp được vào trong những cái tác phẩm của mình, được không ạ? Và cả cuộc đời của người nghệ sĩ này chỉ để phụng sự một điều duy nhất và tôn thờ một điều duy nhất, đó là cái đẹp, được không ạ? Là một người rất là mạnh mẽ, tự do, phóng túng và ý thức về cái tôi cá nhân, yêu tiếng Việt và cũng đã góp một cái phần quan trọng vào việc phát triển tiếng Việt, được không? Được coi là người diện thầy phù thủy ngôn từ, là người luyện đan ngôn ngữ mà. Những cái từ ngữ mà Nguyễn Tuân viết ở trong tác phẩm của mình nó mới mẻ vô cùng luôn. Và chính bởi vì cái sự mới mẻ đó mà chúng ta có thể cảm nhận được rằng là gì ạ? À, rõ ràng là bản thân Nguyễn Tuân đã để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái sự thú vị trong cái cách viết của mình, được không nào? Đây, về tác phẩm chị sẽ không nói về cái phần này nữa nhé, vì chị nghĩ nó đơn giản thôi, đúng không ạ? À, hoàn cảnh ra đời các kiểu đấy, nói chung cũng dễ nhớ thôi, cũng không có gì. Đây các bạn nhìn ở đây này. Đấy, nói chung nó cũng nhiều thứ các bạn ạ. Các bạn nhìn nói chung nó cũng nhiều thứ. Ở đây chị còn chèn cả video clip vào để cho các bạn xem thực tế về dòng sông Đà cơ. Ở đây thì chị chia ra rất là chi tiết về vẻ đẹp của dòng sông Đà. Đối tượng đầu tiên có hung bạo của chữ tình này. Trong hung bạo thể hiện qua những ý gì, chữ tình thể hiện qua những ý gì này. Chị còn cho các bạn xem một cái video clip cơ. Nói chung là trong cái việc dạy thì chị cũng rất là cẩn thận đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì nội dung của chúng mình học sẽ là như vậy, kiểu kiểu như vậy, được không các em? Kiểu kiểu là như vậy. Các bạn có hiểu tiến trình không? Có nghĩa là học với chị Hiên là cũng hơi mất thời gian một tí đấy, bởi vì bà này cũng nói hơi nhiều. Nhưng mà được cái là nói hơi nhiều ở đây là chỉ tập trung vào phần kiến thức thôi, chứ chị cũng ít khi tám chuyện trong khi mà dạy á, chị nói thật. Có thể là trên fanpage khi mà chị phát trực tiếp cùng với các bạn thì chị cứ vui vui vậy thôi ấy. Chứ còn khi mà vào bắt đầu học cùng với các bạn trong các khóa học rồi thì chị nghiêm túc ạ. Ít khi chị tám chuyện, trừ khi là các bạn thực sự đang có một cái vấn đề gì đấy nó lớn thì chị mới ngồi lại để chia sẻ cùng với các bạn thôi. Còn đa số là chị chỉ tập trung vào việc dạy thôi, chỉ tập trung vào việc hướng dẫn kiến thức cho các bạn thôi. Các bạn ơi, ngày hôm nay trải nghiệm thế nào ạ? Ngày hôm nay trải nghiệm thế nào ạ? Cho chị một vài feedback nào về buổi học thử ngày hôm nay, và các em sẽ sẵn sàng học cùng với chị chứ? Các bạn ui. Các em ui. Nào. Các em ui. Được không? Vui lắm chị ơi à. Vui lắm chị ơi. Đấy là chị còn chưa giảng nhiều kiến thức gì đấy, đúng không? Chỉ mới gọi là một chút xíu về hình tượng dòng sông Đà thôi đấy, đúng không? À, đông một chút xíu về tác giả Nguyễn Tuân thôi đấy, với cả về phân bố, gọi là phân kỳ lịch sử trong văn học thôi đấy. Yên tâm, còn nhiều thứ thú vị lắm các em ạ. Chị nói thật với các bạn, còn nhiều thứ thú vị lắm, còn nhiều thứ tuyệt vời lắm. Thế nên là chị nghĩ là cái điều cuối cùng mà ngày hôm nay chị muốn nói cùng với các bạn, đó là chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong khóa học VIP, được không ạ? Và các em ơi, đương nhiên là sẽ có những cái ưu đãi đặc biệt cho các bạn ở trong khóa học này. À Giang ơi Giang, đây là cái câu mà chị nghe thấy rất nhiều luôn em ạ. Đó là các bạn ý bảo chị là em thề với chị luôn là chưa bao giờ em học văn mà em tỉnh táo như thế. Chị tin rằng đó là thành công, chắc chắn luôn. Đó là thành công đấy, được không ạ? Chắc chắn sẽ thành công. Đó là điều thành công đầu tiên và trước tiên rồi. Lúc nào chị cũng nghĩ rằng cái quan trọng nhất là các em phải có động lực và các em phải có niềm yêu thích với nó. Còn nếu không thì khó lắm, chẳng làm được gì đâu. Chị nói thật đấy, chị nói thật, chia sẻ với các bạn thật là như vậy. Ngày hôm nay, đối với những bạn nào mà đăng ký khóa học trong hôm nay, chị nói thật nhá, đây là một cái mà phải gọi là chưa từng có bao giờ luôn đấy. Thực sự là như vậy, chưa từng có bao giờ. Đó là đối với... Đúng rồi, rất tỉnh luôn á chị. Bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay, chị sẽ tặng cho các em, chị sẽ tặng cho các bạn một cuốn sách tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm nhá, được không ạ? Nhá, chị sẽ tặng cho các bạn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm, ok không? À, có một cái nữa ưu ái hơn cho các bạn, đó là các bạn có thể đóng học phí thành hai lần đấy. Có thể đóng học phí thành hai lần nhá, chứ không phải đóng nhất thiết trong một lần. Có thể đóng học phí thành hai lần, như vậy thì cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn nhá. Còn lại việc bóc giá thì chị không bóc đâu. Các em cứ nhắn tin cho chị Huyền Vũ nhá, cứ nhắn tin cho anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Chị chỉ muốn nói là các em ui, ngày mai là chúng mình sẽ khai giảng rồi đấy. Nếu mà các bạn muốn tham gia thì các em nhanh đăng ký luôn đi, để mai mình sẽ được vào lớp sớm, mình tham gia cái buổi đó luôn, được không?
Hôm nay chị xấu mà. Nhiều hôm chị xinh hơn, công nhận ạ. Nhiều hôm chị xinh hơn, yên tâm. Rồi các bạn ơi, chúng mình dừng lại tại đây thôi. Ngày hôm nay chị cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì là các bạn đã dành thời gian cho chị ở trong buổi tối này. Thời gian hiếm hoi của các bạn, rất quý giá của các bạn. Nhưng mà chị tin là sắp tới chị em mình sẽ còn nhiều những cái trải nghiệm hơn nữa cùng với nhau. Được không ạ? Chị em mình sẽ có nhiều những cái trải nghiệm hơn nữa với nhau. Nên chị mong là chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau ở trong khóa học VIP nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa VIP của chị Hiên nha. Bye bye. Tạm biệt, yêu quá. Bye bye các em. Tạm biệt nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.